cậu bé này đang dùng hết sức đập vào tai. Các bạn cùng lớp cậu đều nói cậu là đứa ngốc nhưng cậu lại là một thiên tài. IQ của Rory lên đến 345, cao gấp đôi Einstein. Tính cách cậu từ nhỏ đã lầm lì không có bạn bè. Hôm đó cậu đi đến phòng học cờ vua quốc tế, cậu nhìn bàn cờ của mọi người một cái. Lúc này có hai học sinh cá biệt của trường nghịch ngợm bật chuông cảnh báo cháy của trường, các bạn vội vã chạy ra khỏi phòng học. Rory ngồi một góc đánh vào tai của mình, sau đó hai học sinh cá biệt đi vào chế nhạo Rory là đứa quái thai. Lúc đi chúng còn gạt tất cả các quân cờ rơi xuống đất, những quân cờ rơi xuống đất lẫn lộn với nhau. Sau khi hai học sinh cá biệt đi, Rory bắt đầu sắp xếp lại y nguyên các quân cờ. Cậu chỉ dùng một phút đã có thể xếp lại bàn cờ, y như lúc các bạn học sinh rời khỏi phòng. Đến quân cờ nào ở vị trí nào đều được cậu xếp không sai một quân. Rory giỏi như vậy đấy. Hôm đó đã xảy ra chuyện, Rory nhận được thùng hàng từ một người bí ẩn, bên trong có một cái mặt nạ màu đen còn có áo giáp. Rory nhấn vào cái bọc tay, đột nhiên xuất hiện điều khiển từ xa. Rory cầm lấy điều khiển từ xa, nó lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ. Hình ảnh thiết lập 3D xuất hiện trong không trung. Ôi trời, đây là cái gì thế? Rory bắt đầu nghiên cứu, hóa ra thùng hàng này là của bố cậu tên là Quinn gửi về. Quinn là một xạ thủ bắn tỉa, trước đó ở trên chiến trường anh gặp phải một chuyện vô cùng ly kỳ. Tối đó Quinn chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa ở khoảng cách 1200m, dùng ống ngắm X8 bắn một phát trúng đầu một tên. Lúc này trên bầu trời có một vật thể cực lớn bay đến va vào tháp phát tín hiệu, sau đó bay thẳng về phía Quinn. Quinn cố gắng lao người tránh đi, nhưng anh lại bị rơi xuống vách núi, may mà cơ thể không bị làm sao. Rốt cuộc thứ rơi xuống là cái gì? Quinn đi đến kiểm tra xem, ôi trời, hóa ra nó là một phi thuyền. Quinn tìm thấy một cái mặt nạ màu đen, ở trong phi thuyền còn có một cái bọc tay, anh đeo cái bảo vệ tay này vào, bọc tay lập tức khóa chặt cánh tay lại. Nhưng lúc này anh cảm nhận được có gì đó không đúng, có sinh vật gì đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn thấy áo giáp của mình bị cướp, sinh vật đó nổi lên ý muốn giết người, một đồng đội của anh bị giết ngay tại chỗ. Quinn nhanh chóng phản công nhưng anh lập tức bị nổ văng ra ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giáp bảo vệ tay tự động phóng ra phi tiêu, chiêu này đã khiến sinh vật đó bị thương. Quinn thấy đối thủ đã bị thương thì nhân cơ hội chạy mất. Quinn đi được một lúc, Williams, người của trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh, xuất hiện, anh đem sinh vật bí ẩn đang hôn mê đi. Một bên khác, Quinn phát hiện ra một quả cầu sắt, có thể khiến anh tàng hình ở trong giáp bảo vệ tay. Anh sợ bị người khác cướp mất quả cầu nên đã ném vào ly rượu và uống vào bụng. Những đồ bảo hộ khác anh đóng thùng gửi về nhà, dặn dò vợ mình giấu cho kỹ. Nhưng vợ anh không có ở nhà, hàng gửi về được con trai anh Rory nhận. Rory là một thiên tài, chỉ trong chốc lát đã học được cách điều khiển, nhưng cậu lại vô tình kích hoạt hệ thống truyền tin. Hóa ra phi thuyền bị rơi là do bị truy sát, phi thuyền xuyên qua các lỗ hổng không gian đi đến trái đất. Rory kích hoạt hệ thống khiến cho những kẻ đuổi giết cũng bay đến trái đất. Trong căn cứ của trung tâm nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh, buổi giải phẫu người ngoài hành tinh chuẩn bị diễn ra. Những nhà khoa học này chuẩn bị giải phẫu người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh có răng sắc, có móng vuốt nhọn và có dung lượng não bộ rất lớn. Chúng có mắt như mắt người và có bộ gen tương tự với loài người. Nhìn người ngoài hành tinh nằm trên bàn giải phẫu, Brackett vô cùng kinh ngạc. Tiến sĩ nói với cô, loại sinh vật này đã đến trái đất nhiều lần, con người gọi nó là Predator. Để tiện cho việc phân biệt, chúng ta gọi người ngoài hành tinh đang nằm trên bàn phẫu thuật là Predator chạy trốn, còn kẻ đang đuổi theo nó là Predator đuổi bắt. Đúng vào lúc này, chuông cảnh báo của phòng thí nghiệm vang lên, hóa ra phi thuyền ở bên ngoài đang tiếp cận nơi này. Mà lúc này, Predator chạy trốn cũng tỉnh lại, những nhà nghiên cứu còn muốn giữ nó lại, tiêm thuốc tê. Cánh tay nhà nghiên cứu lập tức bị nó cắn, Predator bắt đầu điên cuồng giết chóc, những người canh giữ lập tức xuống suối vàng. Predator nhìn thấy áo giáp của mình bị thiếu liền nổi giận. Brackett trốn vào phòng thay đồ, cởi hết quần áo ra trần truồng ngồi ở dưới đất. Predator nhìn thấy Brackett, ôi đệt, muốn dùng nhan sắc dụ dỗ ta sao, đừng mơ. Predator thấy Brackett không có vũ khí liền bỏ đi, còn Brackett thấy nó bỏ đi, cô lập tức thay đồ cầm súng gây tê bắt đầu đuổi bắt Predator. Trong phòng thí nghiệm, nó phát hiện ra mặt nạ phiên bản cũ, sau khi đội lên nó nhìn thấy vị trí của Rory. Thông qua hệ thống cảm ứng nó còn tìm ra được vị trí nhà của Rory, rất nhanh nó đã phá được cửa sông ra ngoài. Mà lúc này quân đội cũng đã phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn, liền lập tức phái đội ngũ chiến đấu với nó. Đạn của quân đội bắn đến không khác gì gãi ngứa, trên phi thuyền có lớp bảo vệ, Predator đuổi bắt nhẹ nhàng xử lý quân đội, nó cũng bắt đầu đi đến nhà của Rory. Cậu bé này đội mặt nạ lên đi khắp nơi đòi xin kẹo, nhưng không ngờ người đàn ông này không những không cho kẹo, thậm chí còn ném đá vào người cậu. Hòn đá đi không lệch kẹo nào trúng ngay mặt nạ, ngay sau đó cái mặt nạ bắt đầu phát động tấn công, căn nhà của anh chàng đó lập tức phát nổ. Chuyện này khiến cho Rory sợ hãi chạy một mạch đến sân bóng. Tiếng nổ lớn đã thu hút sự chú ý của nhóm nghiên cứu người ngoài hành tinh, đồng thời cũng làm kinh động Predator. Rory vừa đến sân bóng, hai con chó ngoài hành tinh hung hãn chuẩn bị tấn công cậu, may mà bố cậu đến đúng lúc dùng súng áp chế hai con chó giữ. Nhưng đạn không thể làm cho nó bị thương, con chó bắt đầu tấn công, Quinn vô tình trượt chân ngã. Một con chó thấy vậy liền xông đến, trong lúc nguy cấp Quinn nhanh trí đút nòng súng vào miệng của con chó. Con chó nhảy lên trên không sau đó vỡ vụn thành một đống nước màu xanh lá cây. Đồng đội của anh nhân lúc con chó không để ý bắn thẳng vào mắt của nó, con chó bị thương phần đầu nên nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Đúng lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm thì Predator chạy trốn xuất hiện, trong tay nó có con tin, lập tức ra lệnh cho mọi người bỏ vũ khí xuống. Sau đó nó nói nó không có ác ý với loài người, chỉ muốn lấy lại trang bị điều khiển phi thuyền của nó. Không ngờ Quinn nóng lòng muốn cứu con trực tiếp rút súng bắn về phía nó, Predator trúng đạn bị thương.
Nhóm Quinn trốn vào trong tòa nhà, lúc này Predator cũng đuổi đến. Rory đưa thiết bị điều khiển ở trong vòng cổ tay cho bố, bọn họ mai phục ở trong hành lang. Predator chạy trốn bóc cổ của Quinn, ấn anh lên trên tường, Quinn để giữ lại mạng sống đã đưa điều khiển cho nó. Đúng vào lúc này, một đám nữa đến túm lấy Predator chạy trốn ném ra ngoài, người đến chính là Predator đuổi bắt. Predator chạy trốn chiến đấu với Predator đuổi bắt. Chỉ thấy Predator chạy trốn vung cái móng vuốt sắc nhọn, Predator đuổi bắt quay người tránh được. Predator chạy trốn thấy có sơ hở liền nắm cơ hội tung thêm một cú nữa, không ngờ Predator chỉ dùng một tay đã đánh gãy vuốt sắc nhọn của nó. Sau đó là một cú quật, quật ngã nó vào xe ô tô, Predator chạy trốn vốn dĩ đang bị thương, trước mặt Predator đuổi bắt hoàn toàn không có sức đánh lại. Chỉ vài chiêu đã bị Predator đuổi bắt cởi mặt nạ ra cuối cùng đấm chết nó. Quinn nhân lúc hỗn loạn chạy thoát chết. Quinn và Brad Kidd bị William nhốt lại. Trong phòng, William nói ra sự thật, hóa ra tộc Predator muốn tiêu diệt loài người, con Predator bị giết trước đó đến là để báo tin cho loài người. Trên phi thuyền của nó có bảo bối có thể giải cứu loài người. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải vào được trong phi thuyền lấy được món đồ ấy. Lúc này William cử người xử tử Quinn, Quinn tung một cú đá móc thoát khỏi sự khống chế, sau đó dùng súng của địch để tiêu diệt địch, sau đó anh đi đến nhà vệ sinh cố gắng bài tiết ra quả cầu tàng hình. Brad Kidd cũng lợi dụng chức vụ điều động được máy bay cá nhân, bọn họ bay về phía phi thuyền. Cậu bé này là một thiên tài, cậu biết cách điều khiển tàu của người ngoài hành tinh. Rory thông qua mặt nạ mở được cửa của phi thuyền. Đúng lúc William tươi cười hớn hở thì Quinn tắt chế độ tàng hình xô ngã William và bắt anh ta làm con tin. Cùng lúc đó đồng đội của Quinn cũng cố gắng xử lý hết đám thuộc hạ của William. Nhưng lúc này bọn họ không hay biết rằng Predator đuổi bắt cũng đến rồi, nó tàn sát bừa bãi loài người. Bởi vì nó phát hiện những người này có một người có dòng máu thuần khiết, chỉ cần lấy được DNA của người đó thì có thể nâng cao được tổng thể thực lực của cả tộc người. Do Predator quá mạnh nên Quinn và William bắt tay với nhau, cuộc chiến giữa con người và Predator bắt đầu. Con người sử dụng súng tiến hành đủ các loại tấn công, thậm chí còn dùng cả bẫy để đốt cháy Predator. Nhưng kiểu tấn công này hoàn toàn không gây tổn hại quá lớn đến Predator. Thấy đồng đội của mình không còn mấy người, Quinn đi đến trước mặt của Predator đuổi bắt, "Không phải mày muốn DNA của tao sao? Mày có thể đưa tao đi nhưng xin mày đừng giết hại bạn bè của tao." Nhưng ai ngờ rằng Predator đã Quinn bay xa chục mét sau đó đi đến chỗ Rory. Hóa ra thiên tài Rory mới là người có dòng máu thuần khiết. Thấy con trai mình bị ném vào phi thuyền, Quinn và đồng đội cũng nhảy lên trên nóc phi thuyền. Quinn nằm xuống thoát được một kiếp, một đồng đội của anh tránh không kịp lập tức bị cắt đứt mất chân. Còn một đồng đội khác, anh ấy tình nguyện hy sinh nhảy vào động cơ của phi thuyền. Quinn nhắm chuẩn thời cơ đột nhập vào trong buồng lái, rút súng ra nhắm vào Predator bắn điên cuồng. Phi thuyền bị phá hoại rồi rơi xuống mặt đất, Predator lúc này rất tức giận. Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng rồi bắt lấy Quinn ném ra ngoài. May mà Brad Kidd xuất hiện nhảy một cái ngồi lên cổ của Predator, sau đó nổ súng bắn liên tục. Predator bị thương nặng nên ném Brad Kidd xuống đất, đồng thời cũng ngã một cú thật mạnh. Predator theo bản năng chống vào phi thuyền. Đúng vào lúc này, Rory vô cùng thông minh mở hệ thống phòng ngự của phi thuyền lên. Trong chớp mắt hệ thống phòng ngự chém đứt cánh tay của Predator. Thấy cơ hội đến rồi, Quinn nhặt cánh tay vừa bị chém đứt nhắm chuẩn Predator nổ súng. Anh bắn trúng chân của Predator, lập tức viên đạn phát nổ. Predator nằm trên mặt đất bị Quinn dùng súng bắn chết. Nguy hiểm hoàn toàn được giải trừ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Quinn được phong làm anh hùng, được thăng chức thành thượng tá. Rory dựa vào thiên phú của mình, thành công gia nhập trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh. Còn về Predator chạy trốn mang cho con người loại vũ khí thần kỳ, được Rory đặt tên là kẻ hủy diệt Predator. Sau khi mở khoang kim loại đó ra, một cái vòng bảo vệ cánh tay đột nhiên bay ra, tự động lắp vào tay của một nhân viên nghiên cứu đứng gần đó. Một giây sau cả người anh đều được mặc áo giáp, biến thành hình dáng của chiến binh Predator. Nhìn vô cùng ngầu, khả năng chiến đấu đỉnh cao. Mà cuộc chiến giữa con người và Predator cũng sắp diễn ra. Bộ phim kết thúc tại đây. Bộ phim ngày hôm nay là Quái thú vô hình năm 2018. Quái thú vô hình có rất nhiều bộ. Các bạn có thích xem loạt phim Quái thú vô hình không? Nếu thích thì hãy bấm phím 1, nếu không thích thì bấm phím 2. Có nhiều bạn muốn xem bọn mình sẽ làm tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.